Tôi sẽ có một cái tình huống về 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 đình công để các anh chị hiểu rõ hơn cái thực trạng đình công trong thực tế. Đây là một cái cuộc đình công mà nó tiêu biểu đấy, diễn ra ở một cái công nghiệp, ở một cái doanh nghiệp sản xuất trong lĩnh vực gỗ, đồ gỗ gia dụng vào tháng 8 năm 2006. Thì trong cái cuộc đình công này, công nhân tụ tập tại nhà ăn để đưa ra những yêu sách sau đây. Yêu sách thứ nhất là yêu cầu người sử dụng lao động hỗ trợ tiền xăng xe cho mỗi công nhân. Bây giờ chúng ta sẽ xác định những cái yêu sách này, yêu sách nào là yêu sách về quyền, yêu sách nào là yêu sách về lợi ích, để chúng ta hiểu rõ hơn cái tranh chấp về quyền và tranh chấp về lợi ích đấy. Thì thông qua những cái yêu sách này để chúng ta xác định thôi. Thứ nhất, cái yêu sách thứ nhất là yêu cầu người sử dụng lao động phải hỗ trợ tiền xăng xe cho mỗi công nhân ít nhất là 100.000 đồng. Như vậy có nghĩa là trước đây chưa có tiền xăng xe, bây giờ công nhân đòi tiền xăng xe. Tiền xăng xe này trong luật không quy định, các bên chưa thỏa thuận, tập thể lao động đòi. Như vậy đây là cái yêu sách về lợi ích, đúng không ạ? Yêu sách thứ hai là tăng lương cho công nhân ít nhất là 10%. Cái này cũng là yêu sách về lợi ích, đòi tăng lương là yêu sách lợi ích rồi. Cải thiện chất lượng bữa ăn trưa cho công nhân, cải thiện chất lượng bữa ăn trưa cho công nhân. Thì cái này, đối với cái yêu sách này, các anh chị thấy là nếu trong cái quy định trong doanh nghiệp hoặc trong cái thỏa thuận, trong hợp đồng, trong thỏa ước quy định về cái bữa ăn trưa đấy. Ví dụ bữa ăn trưa là 15.000 đồng chẳng hạn. Bây giờ công nhân thấy rằng là với 15.000 đồng như vậy thì không đảm bảo cái chất lượng của bữa ăn trưa, công nhân đòi cải thiện, tức là tăng cái chất lượng bữa ăn trưa lên, thì đây cũng là một cái yêu sách về lợi ích, đúng không ạ? Rồi yêu sách tiếp theo là phải trả phụ cấp độc hại vì công nhân phải làm việc trong môi trường có độ bụi và tiếng ồn cao. Đấy. Thì đối với cái yêu sách này thì chúng ta xem xét xem nó là quyền hay là lợi ích. Phải trả. Phải trả. Nếu mà theo cái câu chữ ở trong đây thì chúng ta có thể hiểu là trong thực tế là doanh nghiệp không có trả phụ cấp độc hại. Đúng ạ. Cứ giả sử đây là công việc mà theo quy định của pháp luật nó là cái công việc có tính chất độc hại, mà theo quy định tại nghị định số 205 là phải trả phụ cấp độc hại đấy, thì cái yêu sách này là yêu sách về quyền hay yêu sách về lợi ích? Theo quy định tại điều 63 mà chúng ta đã phân tích thì các chế độ phụ cấp là do các bên thỏa thuận hoặc là do người sử dụng lao động quy định. Và rõ ràng vấn đề này hiện nay là trong công ty chưa quy định và các bên cũng không thỏa thuận, nhưng công nhân đòi. Thì cái yêu sách này nó là yêu sách, nếu chúng ta xét dưới góc độ đó thì nó là yêu sách về lợi ích, đúng không ạ? Chưa quy định đòi thì là yêu sách về lợi ích. Nhưng dưới góc độ pháp luật thì chúng ta nên xem xét lại là đối với những công việc mà có tính chất độc hại như vậy thì doanh nghiệp có bắt buộc phải trả hay không? Bởi vì về mặt pháp lý theo quy định tại điều 63, các cái chế độ phụ cấp này là do các bên thỏa thuận. Mà thỏa thuận thì có thể là thỏa thuận trả phụ cấp hoặc không trả phụ cấp, hoặc là trả thỏa thuận cái mức phụ cấp cao hay thấp. Đấy. Và phụ cấp này cũng chỉ được trả khi cái mức phụ cấp chưa thể hiện trong lương. Đó. Như vậy thì các anh chị phải xem xét lại là trong cái hệ thống thang bảng lương của công ty, nó đã cái lương mà người lao động nhận được nó đã có cái yếu tố độc hại này hay chưa. Cho nên đối với yêu sách này chúng ta phải phải xem xét cái cụ thể, cái quy định cụ thể trong doanh nghiệp thì chúng ta mới khẳng định được là yêu sách về quyền hay yêu sách về lợi ích. Nếu mà trong cái mức lương của cái công việc này nó đã thể hiện cái yếu tố độc hại rồi thì người lao động, người sử dụng lao động không phải trả thêm phụ cấp độc hại nữa, đúng không ạ? Còn cái yêu sách tiếp theo là phải trả thưởng, phải thưởng Tết cho công nhân ít nhất là 1 tháng lương. Như vậy là đối với trường hợp này thì nó cũng có thể là gì? Có thưởng nhưng thưởng ít hơn 1 tháng lương, hoặc là không có thưởng, đúng không ạ? Thì cái yêu sách này có thể là yêu sách về tăng tiền thưởng hoặc yêu sách là phải thưởng, thì nó đều là dạng yêu sách về lợi ích. Thì trong các yêu sách này đa số các yêu sách là về lợi ích các anh chị, đúng không ạ? Có mỗi cái yêu sách về trả phụ cấp độc hại thì chúng ta phải xem xét lại tình hình thực tế, cái quy định nội trong thực tế doanh nghiệp thì chúng ta mới xác định được cụ thể. Rồi trong cái cuộc đình công này thì ban giám đốc cũng không nhận được bất kỳ thông báo gì này. Các thành viên ban chấp hành công đoàn lâm thời công ty cũng không hề biết thông tin gì về việc chuẩn bị và các yêu sách của cuộc đình công.
Như vậy các anh chị thấy là gì? Công nhân đình công trong trường hợp này là đình công tự phát. Cuộc đình công này là đình công trái pháp luật. Công đoàn không biết gì, tức là không phải do công đoàn lãnh đạo. Ban giám đốc công ty không biết gì, có nghĩa là trước khi đình công, công nhân cũng không thông báo cho ban giám đốc công ty, cho công ty, đúng không ạ? Cho nên cuộc đình công này nó là một dạng cuộc đình công tự phát, đình công trái pháp luật. Và qua đây thì tôi cũng nói luôn là hồi nãy chúng ta có phân tích trình tự thủ tục giải quyết tranh chấp lao động tập thể, thì chỉ sau khi giải quyết tranh chấp lao động tập thể đó, tập thể lao động mới được quyền đình công. Và để đình công hợp pháp thì còn phải tiến hành các trình tự thủ tục đình công nữa. Nhưng trong thực tế hiện nay thì đa số các cuộc đình công ở nước ta là những cuộc đình công tự phát như thế này, không thông qua cái quá trình giải quyết tranh chấp lao động tập thể. Và có những cuộc đình công, ví dụ cuộc đình công mà chúng ta đang xem xét là cũng không do công đoàn lãnh đạo. Đấy, đình công là một cách tự phát như vậy. Cho nên hầu hết các cuộc đình công xảy ra ở nước ta là đình công trái pháp luật là như vậy. Đấy. Thì cái ví dụ này tôi chỉ phân tích để các anh chị thấy được cái thực trạng đình công trong thực tế hiện nay thôi. Thì tại sao nó có cái thực trạng đó thì nó cũng xuất phát từ rất là nhiều lý do. Thứ nhất là cái ý thức pháp luật của người lao động ở nước ta chưa cao. Đình công nó được coi, nó còn được ví như là cái phản ứng tự nhiên của tập thể lao động. Khi mà họ có bức xúc là họ đình công. Đấy. Họ không có tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật. Và khi mà đình công thực tiễn, những cái cuộc đình công tự phát trong thực tiễn xảy ra như vậy thì sẽ có cái đoàn gọi là đoàn liên ngành hay là tổ công tác liên ngành, bao gồm đại diện công đoàn, đại diện cơ quan lao động xuống để gặp gỡ người lao động để xem xét về những cái lý do của cuộc đình công, xem xét về những cái yêu sách của tập thể lao động. Sau khi họ làm việc với công nhân, họ biết được những yêu sách của công nhân thì họ xem xét xem là những cái yêu sách này có đúng hay không. Vậy họ sẽ quay trở lại gặp gỡ với người sử dụng lao động để khuyên người sử dụng lao động là nên đáp ứng những yêu sách nào, đúng không ạ? Trong quá trình kiểm tra này, nếu những mà như mà họ phát hiện ra mà doanh nghiệp sai phạm thì họ còn có thể xử phạt vi phạm hành chính. Chính vì vậy khi mà được đoàn công tác liên ngành đề nghị là thực hiện những cái yêu sách của công nhân đấy thì hầu như các doanh nghiệp đều đáp ứng. Và như vậy kết quả là gì? Công nhân thì đình công trái pháp luật, nhưng mà người vẫn được đáp ứng một phần hoặc toàn bộ các cái yêu sách đó. Cho nên là lần sau muốn đòi yêu sách thì họ lại đình công trái pháp luật tiếp. Đấy, nó cái thực trạng đình công ở nước ta nó là như vậy. Nó cũng một phần xuất phát từ lý do này. Nhưng trong thực tế nếu không có cái đoàn liên ngành này xuống giải quyết thì cũng rất là kẹt. Bởi vì những cái cuộc đình công của công nhân diễn ra nhiều như thế, công nhân mà của chúng ta lại ý thức pháp luật không cao, nếu như không có cái sự can thiệp kịp thời từ phía cơ quan nhà nước thì có thể dẫn đến những cái hậu quả khôn lường cho người sử dụng lao động và cho cái trật tự trị an xã hội. Ví dụ như họ tự phát đình công lâu quá không có ai xuống giải quyết, họ đập phá máy móc hủy hoại tài sản của người sử dụng lao động, gây mất trật tự ở cái địa phương nơi cuộc đình công xảy ra thì có thể gây ra những ảnh hưởng rất lớn. Cho nên là cái đoàn công tác, khi mà đoàn công tác liên ngành xuống giải quyết thì hầu như các cuộc đình công này được giải quyết một cách nhanh, rất là nhanh chóng. Nhiều lắm là khoảng 3 ngày công nhân sẽ quay trở lại làm việc. Đấy. Thì cái vai trò của đoàn công tác liên ngành đối với cái việc ổn định của cuộc đình công cũng như là tình hình trật kinh tình hình trật tự trị an xã hội là rất lớn. Nhưng mà nó cũng có cái mặt trái của nó nhưng chúng ta đã vừa phân tích. Vậy thì qua cái tình huống này tôi muốn nói thêm với các anh chị về cái thực trạng đình công hiện nay ở nước ta. Và cái hai cái chế định cuối cùng về công đoàn và quản lý nhà nước về lao động thì các anh chị tự tham khảo thêm trong pháp luật, trong các cái quy định của Bộ luật Lao động thôi. Và chương trình của chúng ta thì đến đây là hết. Thì các anh chị có thể gửi những cái thắc mắc đó qua cái địa chỉ email của tôi. Đã, đây là địa chỉ email của tôi. Nếu mà các anh chị còn những cái thắc mắc mà liên quan đến cái phần giảng của tôi đấy và toàn bộ những cái nội dung bài học của chúng ta thì các anh chị có thể gửi qua email này. Thì tôi sẽ giải đáp cho các anh chị trong tình trong trong những cái thời gian sớm nhất để giúp các anh chị học tốt đề thi. Và cũng lưu ý là tôi chỉ giải đáp những cái vấn đề liên quan đến luật lao động và trong cái phạm vi bài học của chúng ta thôi. Được chưa ạ?
Và chúc các anh chị học bài thật tốt và thi thật tốt môn luật lao động. Xin chào các anh chị ạ.